Thưa quý vị, chiều hôm qua 24 tháng 12, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm việc với các đơn vị ban quản lý dự án về tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu rạch Miễu 2, tiến độ thực hiện dự án các khu đô thị thành phố Bến Tre và việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cầu rạch Miễu 2, đến nay đã tuyển chọn tư vấn, ký hợp đồng thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng và lộ giới đường bộ. Theo đó, tỉnh Tiền Trang dự kiến cho mặt bằng từ ngày 5 tháng 8 năm 2022. Bến Tre dự kiến cho mặt bằng từ ngày 13 tháng 5 năm 2022 đến ngày 12 tháng 6 năm 2022. Về công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận quyết liệt đôn đốc các đơn vị tư vấn cắm cọc giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, Quyện Bình Đại, công tác kiểm đếm tài sản trong dự án đã hoàn tất. Đa số các hộ dân được phê duyệt đều đồng tình và đã nhận được tiền bồi thường đất đai, nhà ở, công trình. Riêng đối với việc thực hiện các dự án đô thị thành phố Bến Tre đến nay còn rất chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án khu đô thị vào đầu năm 2022. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, đối với công trình cầu rạch Miễu 2 cần có sự phối hợp tốt với tỉnh Thiền Giang trong quá trình chuẩn bị khởi công. Công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc thực hiện đền bù cho người dân, cần phải chính xác, trách nhiệm cao nhằm tạo sự đồng thuận từ phía người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là công trình dự án lớn cần ra soát một cách kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định, tránh để xảy ra tiêu cực. Đối với khu công nghiệp Phú Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý đến việc tái định cư cho người dân có nơi ở mới, làm sao để nhân dân vui vẻ đồng thuận và có điều kiện phát triển kinh tế một cách tốt nhất. Về các dự án đô thị, thành phố Bến Tre đề nghị cần tập trung chọn một số dự án để khởi công trong năm 2022. Bên cạnh đó, cần giải quyết chức điểm các dự án còn dướng mắt và ra soát xin chủ trương trong việc sử dụng đất công.